Hello các bạn, hôm nay chúng ta đi sửa cái nồi chiên không dầu Rapido này. Khách đang báo là cái sợi đốt này nó đang không sáng các bạn ạ. Và thực tế đây mình nhìn cái sợi đốt của bạn ấy đã chuyển thành màu tối rồi. Khả năng cao là sợi đốt này cũng đã có vấn đề và khả năng cao là đứt rồi bạn ạ nhá. Thì bây giờ chúng ta mình sẽ quay video này, mình check lỗi mình gửi cho khách hàng nhé, xem là lỗi gì nhé. Để đây là mình đi tháo ra này, và video này mình sẽ đăng lên và khách sẽ biết được là lỗi gì nhé. Cái này là sợi đốt bằng thủy tinh bạn ạ. Cái sợi đốt thủy tinh này thì nó không được bền đâu. Liệu chúng ta có thể modify một cái sợi đốt bằng có vỏ sắt vào đây được không? Ok, này mình đi tháo ra nhé. Rồi, mình đã tháo được cái mặt bếp ra rồi này. Tiếp cận luôn với cái sợi đốt này. Sợi đốt nó đang đen xì các bạn ạ. Nào, để bây giờ chúng ta đi đo thử xem cái sợi đốt có sống không nhé. Mình để thang đo ôm này. Nào, cái dây của nó là dây đen này là một này, và dây đen thứ hai là dây này thì nó đấu vào dây xanh này nhá. Thì mình sẽ đo ở cái đầu xanh này xem nào. Nó đang không bao nhiêu ôm đây, 24 mega ôm, vậy là nó đứt rồi bạn nhé. Đây mình đo vào phần mối nối này, 46 mega ôm, vậy là bị đứt rồi bạn nhé. Vậy là lúc bạn ấy mang đến thì mình bảo là khả năng cao là cái sợi đốt này nó hỏng, và mình phải quay video để mình gửi bạn ấy cho nó cụ thể. Mà bây giờ thực tế là nó đã hỏng rồi bạn nhé, nó bị đứt bạn ạ. Đây, mình đi mình tháo hẳn ra. Cái nồi chiên này đợt trước là bạn ý nồi chiên của bạn bị hỏng cái vi xử lý, và đến lúc mình mua cái mạch vi xử lý mới thì nó lại không hợp với cả cái mạch cái model sau ấy, nó không có model này nữa. Bên hãng nó gửi cho mình cái model sau, và model sau thì nó lại ngược chiều với cái mạch nguồn này. Thế là cuối cùng là phải mua thêm cả cái mạch nguồn này cấp cho bạn ý, bởi vì nó đảo chiều cả là tín hiệu, đảo chiều cả công tắc cửa. Đấy, nó đảo chiều lung tung hết. Thế là mình phải mua cho bạn ý cái mạch nguồn này nữa, và để cho đỡ phải chế cháo, đỡ phải modify nhiều các bạn ạ. Đấy, lên 8-9 mê thế này thì dây sẽ đốt lào và lại nội trợ là cao thế. Thường thường sợi đốt thì nó chỉ mấy chục ôm thôi, sợi đốt lên mấy mê này. Đây, lúc nãy mình sờ tay vào rồi, nhưng mà sờ tay một bên mà lên nữa. Rồi ok, vậy là đứt hoàn toàn nhá. Đây mình đi tháo cái sợi đốt ra để mai mình mua xong mình thay cho khách hàng. Cái này nếu mà tại sao người ta dùng cái sợi đốt đèn này để nó cái ánh sáng nó nhìn qua cái kính ở trên này này, để vừa nhìn được sản phẩm nướng màu sắc của sản phẩm, và vừa nhìn được sợi đốt cháy đỏ nhé. Ở đây nó sẽ có thông số của sợi đốt đấy, 220V 1800W các bạn ạ. Đấy, nó đen xì thế này thì làm sao mà nó sống được. Cái này không biết modify chế nó sang cái sợi đốt bằng
vỏ kim loại được không. Nhưng mà họ lấy cái ánh sáng của cái này này để làm sáng cái thực phẩm trong này. Có một số cái sợi đốt loại này mà người ta hay đi, người ta đi hàn đính lại cái đầu này này. Nói chung là vẫn chạy được một thời gian nhưng mà nó không bền các bạn ạ. Chính vì thế cho nên nó đã hỏng, thì nếu mà nó hỏng ở cái đuôi này thì đôi khi là vẫn có thể, như những cái mà của cái thiết bị mà nó mua cái này là khó, thì đa số là sẽ phải làm cách nào đó hàn đính vào đây, hoặc là làm kẹp để kẹp cái đầu vào để cho vẫn tiếp xúc. Bởi vì cái phần khí nó chỉ đến đây này, bắt đầu đến đoạn này là hết khí này, thì lấy máy cắt cắt cái lõi này ra này, thế là đấu được để chạy được. Bởi vì nhập khẩu thì nó rất là lâu, mất thời gian. Chính vì thế đấu tạm cho khách thì sẽ làm phương án đấy. Rồi, cái này thì ngoài chợ bán rất nhiều cho nên là khả năng sẽ thay mới cho bạn ý. Chiếc này là 1800W. Lên chợ xem nó có cái loại lớn hơn không, 2000W. Thay cho bạn ý luôn cái loại lớn hơn, cho lướng cho nó sướng. Nói vui vậy thôi chứ cái phần mạch người ta thiết kế là 1800 thì vi xử lý nó cũng tính là 1800W. Nếu mà mình nắp cao hơn là lúc là nó cũng phát sinh nhiều bệnh nha các bạn ạ. Ok, ở đây mình thấy cầu trì nhiệt cũng đang bỏ nhá. Mình sẽ thay luôn cầu trì nhiệt cho bạn ấy. Mình thấy cầu trì nhiệt cắt chân đây này, nó lại còn một con cảm biến nhiệt đây nữa này. Con cảm biến nhiệt này là để kiểm soát nhiệt độ, và con cầu trì nhiệt này là để khi mà nó nóng quá nó sẽ ngắt. Và mình sẽ thay luôn con cầu trì nhiệt này cho bạn ấy. Dây đỏ này xem nào. Đây tận hai cầu trì nhiệt cơ. Ai chà, cầu trì nhiệt xanh này thì tháo này. Còn cầu trì nhiệt đỏ này vẫn sử dụng này. Nên mình sao lại cầu trì nhiệt xanh này đấu ở đâu này, sao lại tháo ra này. Cầu trì nhiệt xanh bỏ này. Để xem con này bao thông số là như thế nào. Và tận hai cầu trì nhiệt là thế nào nhỉ? Xem thông số nó thế nào nào. 250V mà có 10A rồi các bạn ạ. 175 độ. Có 175 độ thì sao lại tận hai cái nhỉ? Hai cái cầu trì nhiệt. Bình thường nó chỉ tầm một cái, tận hai cái. Một cái quản lý là đủ chết rồi. Hai cái à, cái đỏ đây đấu bốc vào đây và cắm vào mạch này. Cầu trì nhiệt đỏ này là dây dẫn vào phần nguồn này. À, có thể là cầu trì nhiệt kia đứt mà người ta lắp luôn cầu trì nhiệt mới vào ấy. không phải tháo con này ra, cho nên là hàn dây kiểu này, hàn thay lắp vào kiểu này. Về đây là có mấy cái lỗ ốc ấy, nhưng mà mình thấy ở đây là có cái kẹp này này. Hay là cái cầu trì nhiệt kia thì là quản lý nguồn ra, còn cầu trì nhiệt này quản lý nguồn vào. Nguồn ra, nếu mà nguồn ra thì nó sẽ đấu nối tiếp với cả cái sợi đốt. Rồi ok, đây là video về check lỗi cho khách hàng nhé. Của bạn là bị hỏng cái sợi đốt là chắc chắn rồi nhé. Đo đồng hồ không lên nhé. Rồi ốc ác mình vứt hết vào trong này.
để mai lắp vào nó đỡ bị thất lạc. Ok, mình sẽ báo giá cho bạn trước khi mình thay thế. Đây này, hôm trước mình đã phải thay cái vị này này. Vị vi xử lý này. Con vi xử lý nó nằm ở trên này bạn ạ. Cho nên là mình đi mình thay quét led rồi, thay mấy thứ không ăn thua. Cuối cùng phải thay vi xử lý. Thay vi xử lý cái được luôn. Mà lúc đầu là cái vị này này, nó cũng rất hợp với cái tấm này. Trong cái bếp này xong rồi nó lại hiển thị giống hệt luôn. Mỗi tội là model nó khác, nó ngược tín hiệu các bạn ạ. Ví dụ là công tắc cửa này mở lên thì là thường đóng này, đóng xuống thì là thường mở này, thì cái này nó lại là ngược lại này. Đấy, mở lên là thường mở, đóng xuống là thường đóng. Còn cái tín hiệu xung từ vi xử lý xuống nó cũng ngược chiều trở lại. Thành ra là lại phải, ví dụ mà muốn chế thì lại phải đảo pha qua một cái đèn bán dẫn để đảo pha, nhưng mà thôi phức tạp quá. Và cho nên là mình đằng nào cũng mua rồi, cái mạch nguồn kia nó rẻ hơn cái mạch này. Cho nên là mua luôn mạch nguồn thay cho bạn luôn. Lúc đầu mình còn độ cả nguồn 5V vào, bởi vì cái mạch nguồn này nó chết nguồn nữa cơ. Chết cả vi xử lý lẫn chết nguồn. Khi nó chết nguồn, nguồn dâng cao bắt đầu nó phi xông thẳng vào là giết lốt vi xử lý. Thành ra là không làm cách nào được. Đành phải thay cả vi xử lý lẫn nguồn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video.